Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai, sinh năm 1963, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Tháp và Nguyễn Thị Lệ Ngọc, sinh năm 1983, phó trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, Tổng giá trị hợp đồng mua sắm tràn thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị trong giai đoạn 2020 đến 2021 trên 742 tỷ đồng, trong đó, mua sắm tràn thiết bị y tế gần 84 tỷ đồng, vật tư y tế hơn 182 tỷ đồng, sinh phẩm xét nghiệm trên 305,8 tỷ đồng và kit xét nghiệm gần 170 tỷ đồng. Riêng với công ty Việt Á, các đơn vị đã mua sắm thông qua 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Tuy nhiên giá trị thực tế mua sắm hơn 197,4 tỷ đồng đã thanh toán cho công ty Việt Á, gần 157 tỷ đồng, còn lại hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán. Từ kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành khắc phục ngay những hạn chế qua thanh tra đã kết luận, đồng thời tổ chức xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư còn thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm kit xét nghiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra đối với các gói thầu thanh tra đã chỉ ra những sai sót và những gói thầu còn lại. Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và thời gian thực hiện các nội dung trên chậm nhất đến quý 3 năm 2022. Trước đó, thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã có kết luận thanh tra việc mua sắm tràn thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm vaccine, thuốc phòng chống COVID-19. Đến nay, liên quan đến Việt Á, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, C03 Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã khởi tố gần 40 người, trong đó có 16 lãnh đạo cán bộ nhiều CDC và Sở y tế.